Chương 1: Siêu cấp tán ma, nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Nam nhạc hành sơn, trên đỉnh ngọn núi Trúc Dung, ở một khối đá cự đại trên bầu trời, một thân ảnh màu đen với y phục phấp phới đang ở đó. Người này mặc một bộ hắc bào, khoanh chân ngồi trên một hòn đá, ánh mắt thâm thúy khiến cho người ta nhìn vào đó cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trên khuôn mặt cương nghị của hắn không hiện ra bất kỳ biểu lộ nào cứ lẳng lặng giống như đang chờ đợi điều gì đó đêm nay ánh trăng vô cùng sáng trong trên bầu trời bao la lấp lóe những ánh sao ở dưới ánh trăng người mặc áo đen này tựa như là một con hắc lang vậy Thanh niên mặc áo đen này có tên là Lục Phong, hắn đã trải qua 5 lần thiên kiếm siêu cấp tán tiên, mà hắn cảm nhận được lần thứ 6 sẽ diễn ra đêm nay, nếu thành công hắn sẽ phi thăng lên tiên ma giới. Từ nay thoát khỏi lục đạo luân hồi của tam giới, còn nếu thất bại thì hồn phi phách tán, từ nay về sau mãi mãi không còn lục chương 2, xuyên Việt huyền thiên đại lục. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Huyền Thiên Địa Lục, đây là nơi mà thế giới ma pháp và đấu khí tung hoành, toàn bộ đại lục vô cùng rộng lớn, không ai biết Huyền Thiên đại lục lớn bao nhiêu, chỉ biết ở nơi này có nhân tộc, thú tộc còn có một số cổ tộc siêu cấp. Bây giờ là giữa mùa thu, lá cây cũng đã vàng yêu, ở khắp nơi lá phong theo gió mà rơi, thoạt nhìn tạo ra một cảm giác tiêu điều lúc này ở trong tiểu trấn trong một đình viện bỗng nhiên truyền ra một tiếng khóc tiếng khóc khiến cho người ta phải thương cảm và đau lòng ở trong sân rộng có hàng chục người nam có nữ có ăn mặc cho thấy bọn họ đều là hạ nhân trong bọn họ có một trung niên nam nhân sắc mặt tuy tức giận nhưng cũng đành chịu không biết phải làm gì bạn đang đọc truyện tại http viên trung niên nam nhân này có tên là Nhạc Tử Sơn, là chủ nhân của đình viện này. Nhạc gia rơi vào trong tay của hắn thì ngoại trừ mấy cửa hàng nửa chết nửa sống ở bên ngoài thì nhạc gia cũng chẳng hề có tiền nào khác thu vào. Khiến cho nhạc gia ngày càng lụn bại địa vị ở cái chấn nhỏ này. Nhạc tử sơn thở ra một hơi, nếu như là mấy chăn năm trước thì làm sao có thể có chuyện như vậy phát sinh được khi đó nhạc gia vô cùng mạnh mẽ là một nhân tộc cường hãn ở trong huyền thiên đại lục chỉ trách thực lực của hắn quá thấp không có cách nào khiến nhạc gia được như năm xưa bên cạnh nhạc tử sơn là một cỗ thi thể đó chính là thi thể của nhi tử nhạc thành của hắn mới cách đây không lâu nhạc thành còn quỳ gối trước hắn vậy mà sau đó bỗng nhiên lại lao đầu đụng vào tường lúc hắn muốn cứu thì đã không còn kịp ngồi khóc bên cạnh nhạc thành chính là lão người hầu phùng tẩu chứng kiến nhạc thành lớn lên từ nhỏ đến lớn và tiểu muội tô hân nhi quan hệ rất tốt với y nhìn đứa con chết ở cạnh mình hốc mắt của nhạc tử sơn cũng đã sớm ứa nước mắt ở trên mặt đất nhạc thành tuổi tác chừng 16-17, bộ dáng cũng coi như là tuấn lãng thân cao khoảng một thước bảy thể trạng tuy không tính là to lớn nhưng rất rắn chắc Lúc hắn nhắm mắt lại, cũng không còn khó coi như trạng thái uể oải của hắn khi còn sống. Tiểu thiếu gia, thiếu gia tại sao lại ngu ngốc như vậy, thiếu gia còn trẻ như thế, từ hôn thì đã sao chứ, phu nhân đem thiếu gia giao phó cho tiểu nhân, thiếu gia đi. Sau này tiểu nhân biết đối mặt với phu nhân thế nào? Phùng tẩu ôm thi thể của nhạc thành mà không ngừng khóc lóc bà từ nhỏ đến lớn đã chăm sóc cho Nhạc Thành, sớm coi Nhạc Thành như đứa con của mình, lúc này bà đau lòng thế nào không cần nói cũng biết. Biểu ca, Huynh thật là ngu ngốc, Huynh đáp ứng muội rồi mà vẫn không làm. Tiểu muội Tô Hân Nhi 16 tuổi của y cũng khóc nước nở. Không ít người hầu cũng khóc thút thít, tiểu thiếu gia này từ nhỏ đối với bọn họ rất tốt, đối đãi bọn họ cũng không giống như là đối với người hầu phùng tẩu được rồi ngươi hãy an táng cho tiểu thiếu ra thật tốt đi nhạc tử sơn cố nén nước mắt lúc này trong lòng của hắn giống như là bị dao cắt tuy nhiên hắn không thể rơi lệ bởi vì nhạc gia từ nay về sau còn phải dựa vào hắn trèo trống nói xong câu này nhạc tử sơn đi vào bên trong có thương tâm hơn hắn cũng không rớt nước mắt vì nhạc gia hắn nhất định không thể rơi lệ nhạc tử sơn từ từ đi tới mật thất của nhạc gia khẽ đóng cửa lại giờ phút này hắn cuối cùng cũng nhịn không được mà ứa nước mắt ra cả người co quắp trên mặt đất chỉ thấy bàn tay của hắn nắm chặt lại đôi mắt ửng đỏ lầm bầm thành nhi ta thực xin lỗi con xin lỗi mẹ của con chỉ trách ta vô dụng phùng tàu bà đừng quá thương tâm chúng ta trước hết đem thiếu gia đi an táng đi một người hầu trung niên nói với phùng tàu đúng thế đem thiếu gia đi an táng cho tốt phùng tàu khóc đến nỗi lệ tràn đầy mặt mũi nghe thấy người hầu kia nói vậy liền trả lời tiểu thiếu gia dù sao cũng chết rồi bà có khóc cũng vô dụng không bằng trước hết đem thiếu gia đi nhập thổ khoan đã phùng tàu người mau nhìn kia biểu ca mới cử động biểu ca chưa chết biểu ca còn sống tô hân nhi đột nhiên nói nàng vừa thấy rõ ràng bàn tay của biểu ca nhúc nhích tuyệt đối không phải là ảo giác biểu tiểu thư tiểu thiếu gia đã chết rồi tiểu thư cũng đừng quá thương tâm phùng tẩu đau lòng nhìn tô hân nhi bề ngoài mệnh của tiểu thư so với thiếu gia còn khổ hơn lúc mới ra đời không có cha mẹ lão gia mang đến nhạc gia nuôi dưỡng từ nhỏ thiếu gia đối với nàng tốt nhất đối đãi với nàng như với muội muội không phùng tẩu ta thật sự nhìn thấy tay của biểu ca cử động bà tin tưởng ta thật đó tô hân nhi sốt ruột nói với phùng tẩu nhìn thấy biểu lộ của tô hân nhi phùng tẩu cũng bán tín bán nghi kiểm tra thi thể của tiểu thiếu gia bỗng nhiên phùng tẩu lớn tiếng nói mau đưa thiếu gia lên trên phòng nói với lão gia nhịp tim của tiểu thiếu gia vẫn còn đập tiểu thiếu gia không chết người đã sống lại sống lại trong lúc đạo thiên lôi bổ về phía lục phong, lục phong cuối cùng cũng dùng hết chân khí trong linh hồn xuất ra. Ngay lập tức tia chớp của thiên lôi khủng bố đã nuốt hắn đưa vào trong lỗ đen vô biên, mặc kệ hắn dẫy dụa thế nào cũng không thoát ra được sự trói buộc. Hắn thậm chí cảm thấy rõ ràng nhục thể của mình bị phá thành từng mảnh nhỏ, linh hồn lực cũng dần dần suy yếu, tiến nhập vào trong hư không hắc ám cũng không biết bao lâu lục phong từ từ mở mắt ra trong đầu vô cùng đau đớn toàn thân cảm thấy khó chịu biểu ca huynh đã tỉnh rồi phùng tẩu mau tới đây biểu ca đã tỉnh lục phong mở mắt ra thì nhìn thấy một khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng tiều tụy tiểu thiếu ra người cuối cùng cũng tỉnh người hù chết phùng mẫu thế nào có đói bụng không để phùng mẫu đi làm thức ăn cho ngươi trên khuôn mặt già nua của phùng mẫu đã hiện lên một chút vui mừng và cao hứng a à, đầu của lục phong kịch liệt đau nhức giống như bị trùy đánh vào vậy người cũng ngất đi ta không chết đây là nơi nào tu vi của ta tại sao toàn bộ không còn nữa mà lại tới nơi này lục phong suy nghĩ tại sao lại xảy ra chuyện này hắn chỉ biết vốn định bảo vệ linh hồn thoát khỏi thiên lôi ai ngờ thiên lôi nuốt linh hồn rồi tiến nhập vào trong hư không khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã thay đổi, lúc này lại có một linh hồn rất yếu, vừa vặn ta hiện tại cũng rất suy yếu, trước hết hay nuốt linh hồn này rồi nói sau. Lục Phong khống chế linh hồn của mình, từ từ hướng về một linh hồn khác mà nuốt đi. Một lúc lâu sau, Lục Phong cũng phải mất không ít công phu mới nuốt được linh hồn kia, trí nhớ của linh hồn này cũng toàn bộ quán trú vào trong đầu của hắn hóa ra nơi này đã không còn là hoa hạ, đây là huyền thiên đại lục, là một thế giới khác, linh hồn bất diệt của ta đã xuyên tới dị giới. Lục Phong lẩm bẩm nói. Đúng thế, ta độ kiếp thất bại đã có kỳ tích xuyên qua, hơn nữa nhờ thân thể này, từ nay về sau ta có thể ở trên huyền thiên lục địa mà khai sáng ra một truyền kỳ mới. chương 3, Tô Hân Nhi, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com sau khi nuốt linh hồn, Lục Phong biết được thân thể này chính là của một người tên là Nhạc Thành, bởi vì bị vị hôn thê của mình từ hôn, nhất thời không chịu nổi xấu hổ mà tự tử chết. Chương 4. Trúc cơ sơ kỳ. Nghe chọn bộ tại mê audio.com. Sau một lát, Nhạc Thành cuối cùng cũng nở ra một nụ cười hắn vốn lo lắng rằng không cách nào tu luyện được bởi vì nhạc thành đấu khí và ma pháp đều không thể tu luyện nhưng không ngờ thân thể này đối với chân khí lại không hề bài xích nhạc thành cảm thấy hỗn nguyên chân kinh tâm pháp trong đan điền đã xuất hiện một chân khí yêu ớt đây là dấu hiệu của việc tu luyện thành công sáng sớm hôm sau nhạc thành dừng tu luyện lại từ từ thở ra một ngụm khí rồi mở hai mắt ra Trải qua một đêm tu luyện, trong mắt của hắn đã xuất hiện một chút tinh quang, tinh thần cũng khá hơn rất nhiều. Không ngờ lại tiến bộ nhanh như vậy, xem ra trong vòng 7 ngày mình có thể tiến vào giai đoạn trúc cơ sơ kỳ. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, có cảnh giới tu vi siêu cấp từ kiếp trước tốc độ vượt qua dự đoán của hắn, người bình thường muốn tiến vào trúc cơ kỳ, cho dù có thiên phú thì cũng phải mất nửa năm mà in trong vòng một đêm lại có thể ngưng tụ chân khí tốc độ như vậy chỉ có thể dùng phi kiếm để hình dung cốc cốc ở bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa rất nhỏ một thanh âm trầm thấp ở ngoài cửa vang lên thành nhi con đã tỉnh lại chưa tỉnh rồi ạ à, phụ thân người mau vào đây đi nhạc thành liền trả lời nghe thanh âm làm hắn biết là ai hắn quyết định từ nay về sau mình chính là nhạc thành cho nên sẽ tiếp nhận toàn bộ những thứ của nhạc thành ở trong trí nhớ hắn cũng biết vị phụ thân này đối với mình cực kỳ thương yêu, ông mới 40 tuổi thôi nhưng dáng vẻ bên ngoài đã gần như là 50 rồi. Một đạo thân ảnh màu xám từ từ tiến tới, từ của phòng tới bên giường của Nhạc Thành. Nhìn Nhạc Tử Sơn trước mắt, Nhạc Thành không kìm được mà hơi xúc động, hắn nhìn ra mấy ngày vừa qua, Nhạc Tử Sơn giống như đã già đi hơn 10 tuổi rồi mái tóc của ông vốn đen nhánh nay đã xuất hiện mấy sợi bạc trắng khuôn mặt cũng tái nhợt đi không ít thành nhi con cảm thấy thế nào tối hôm qua nghe hân nhi nói con đã tỉnh lại nhưng vì muộn rồi nên ta không tới hiện tại con sao rồi có khá hơn không nhạc tử sơn nhìn nhạc thành ánh mắt có vẻ vui mừng mà cũng có vẻ đau lòng phụ thân con không sao trong khoảng thời gian ngắn nhạc thành cũng không biết phải nói gì cho phải nhìn thấy ánh mắt của nhạc tử sơn hắn nhớ lại nghìn năm trước kia ở hoa hạ lúc hắn bốn tuổi phụ thân của hắn cũng dùng ánh mắt này nhìn hắn sau đó phụ thân của hắn bị người ta giết chết từ đó về sau hắn tiến vào thế giới tàn khốc vô tình không được hưởng thụ tình thương của người cha không có việc gì là tốt rồi từ nay về sau nghìn vạn lần đừng choáng váng còn nếu xảy ra chuyện gì thì ta tức là đã phụ lòng mẫu thân đã chết đi của con nhạc tử sơn nói con sẽ không làm chuyện điên rồ nào nữa đâu nhạc thành liền trả lời hắn nhìn phụ thân hắn phía trước đây đúng là một phụ thân vĩ đại cũng chỉ tại ta vô dụng cho nên mới xảy ra chuyện từ hôn này chuyện này thành nhi có phải con oán hận ta không nhạc tử sơn đột nhiên tang thương nhìn nhạc thành nếu như hắn có thể tiến vào đấu vương thì cũng đã không xảy ra chuyện này chỉ tại con vô dụng thôi chuyện này không thể trách người Nhạc Thành lắc đầu, chuyện này hắn đã hoàn toàn minh bạc, vị hôn thê của hắn oai danh đỉnh đỉnh ở Thanh Dương Môn, 16 tuổi đã tiến vào cảnh giới đấu linh. Mình thì không thể tu luyện ma pháp và đấu khí, chỉ là một tên phế nhân, hơn nữa nhạc gia ngày càng suy tàn, cho nên đối phương muốn đưa ra yêu cầu từ hôn. Thấy đứa con trả lời, nhạc tử sơn vẫn đau lòng vài phần, một nam nhân bị bên nữ từ hôn, đây quả là một nỗi nhục quá lớn, truyền đi thì làm sao có thể làm người cũng khó trách Thành Nhi lại chọn con đường này, con chớ suy nghĩ quá nhiều, còn sống là tốt rồi. Nhạc Tử Sơn nhìn đứa con của mình mà nói. Nhạc Thành thấy dáng vẻ của Nhạc Tử Sơn thì muốn mở miệng nhưng nhất thời lại không nói gì, trong lòng hắn thầm nghĩ. Nhạc Thành, ta đã nhờ thân thể và trí nhớ của ngươi, như vậy có cơ hội nhất định ta sẽ giúp ngươi đòi công đạo, giúp ngươi đoạt lại những thứ của nhạc gia, coi như báo đáp thân thể của ngươi không để ngươi chết vô ích. Bảy ngày sau, trong phòng của Nhạc Thành có một thanh mang nhàn hạt từ từ hút vào trong cơ thể của hắn, ngay lập tức Nhạc Thành thở ra một làn khí tinh quang trong hai mắt chợt lóe lên. Khí tức cả người đã diễn ra biến hóa vi diệu, rốt cuộc cũng đã tiến tới trúc cơ sơ kỳ. Nguồn truyền, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trải qua bảy ngày tu luyện, cuối cùng hắn cũng đã tiến nhập vào trúc cơ sơ kỳ, có siêu cường cảnh giới từ kiếp trước bất luận trạm kiểm soát nào với hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian cũng nên đi ra ngoài một chút ngắm nhìn cái thế giới xa lạ này nhạc thành đi xuống giường bảy ngày qua hắn vẫn chưa rời khỏi phòng mấy ngày nay tô hân nhi cùng với phùng tẩu cũng tới thăm hắn mang tới không ít thức ăn ngon chào tiểu thiếu ra nhạc thành vừa đi ra khỏi phòng thì đã thấy một số người hầu chào mình nhạc thành thấy vậy thì cũng hơi gật đầu với mọi người nhạc gia tuy suy toàn nhưng ở trong trấn cũng có danh tiếng, nhạc gia hiện tại cũng có đến ba bốn mươi người, chỉ là không ít người không ở tại đây mà tuổi trẻ ra ngoài lưu lạc. Ví dụ như hai ca ca ruột của nhạc thành, mới 15 tuổi đã ra ngoài, hiện tại đã 7-8 năm trôi qua. Nhạc thành còn có một thúc thúc cũng ở bên ngoài, chỉ có một số ít là ở tại gia quản lý việc buôn bán. Nhạc thành từ từ đi tới đại trạch của nhạc gia. Đại trạch này thoạt nhìn rất khá, trong phòng có tới gần 100 gian, hơn nữa kiến trúc từ đường này cũng rất đẹp. Ta phải đi xem xem ở đây có tìm được tài liệu luyện đan và tài liệu chế pháp khí hay không? Nhạc thành lẩm bẩm nói, hắn cũng không biết huyền thiên đại lục có tài luyện luyện đan và chế pháp khí hay không, nếu không có thì thật phiền toái, tu vi của hắn nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều trong lòng tưởng tượng nhạc thành cũng không trần trừ nữa vội vàng đi xem cửa hàng của nhạc gia theo trí nhớ nhạc thành biết được nhạc gia có một cửa hàng buôn bán dược vật và binh khí cũng không biết những tài liệu này có thích hợp để cho mình dùng không nữa biểu ca huynh muốn đi đâu nhạc thành vừa ra khỏi đại trạch thì thanh âm của tô hân nhi đã truyền tới từ phía sau lưng của hắn Hôm nay Tô Hân Nhi mặc một chiếc quần dài màu xanh, mái tóc đen nhánh búi ở sau gáy, trước ngực mềm mại như là một dãy núi nhỏ kiểu đồn rắn chắc. Trương Nam, Trúc Cơ Đan, nghe chọn bộ tại mê.